Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình iOS tại trung tâm đào tạo thể nào khoa phạm. Chúng ta sẽ tiếp tục lạc vào video clip về Sprite Kit lập trình game trên iOS. Thì ở video clip trước tôi đã tạo được hộp mít và cái nền đất rồi, nó chặn cái hộp mít lại, thành ra hộp mít nó không rơi xuống đất nữa. Và tôi có nói là khi tôi click vào một điểm trên màn hình thì tôi đã bắt được x và y tọa độ của điểm mà tôi click. Đấy, tôi có x và y của tọa độ click rồi. Và ở video clip này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách mình tạo ra một cái vector và mình áp cho hộp mít bay theo cái vector đó. Nghĩa là tôi muốn là khi tôi nhấp chuột vào bất kỳ điểm nào thì hộp mít nó phải nhảy tới cái điểm đó, nó bay tới điểm đó. Thì để làm được như vậy thì bạn phải hiểu qua khái niệm như sau. Bạn nhìn mô hình này nha. Thứ nhất, bạn hiểu vector. Vector có nghĩa là một cái hướng nào đó. Thì vector thì khi mà bạn học ở lớp 10 á, và nó được học á, thì bạn biết là vector thì nó sẽ có cái hướng nào và độ lớn của nó như thế nào. Thì trong lập trình game thì nhờ vector mà tôi sẽ khai báo được là cái đối tượng của mình nó bay đi đâu và nó bay nhanh hay là bay chậm. Đấy, thì ví dụ như vector này đi từ điểm 0 0 và đi tới điểm 20 20. Điểm có tọa độ 20 20, từ 0 0 đi tới 20 20 và nó áp cái vector này áp cho đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ bay. Giống như ngày xưa học vector lực á, vector lực mà nó áp cho đối tượng nào thì đối tượng nó sẽ bay theo hướng đó. Thì để khai báo một cái vector, bắt đầu tiên mình sẽ khai báo thuộc tính là velocity với cái đối tượng từ góc 0 0. Cái thứ hai sau đó, và hàm quan trọng nhất là hàm apply impulse. Bạn nói là cái vector lực áp cho đối tượng này nè, nó sẽ bay qua cái tọa độ là 0,60. Bây giờ tôi muốn là tôi áp cho hộp mít nó bay tới cái điểm mà tôi click vào màn hình. Thì trước tiên tôi nói sẽ là hộp mít nó sẽ có velocity là 0,0. Sau đó tôi apply impulse cho hộp mít, tôi nói nó bay tới cái tọa độ mà tôi vừa click chuột. Đấy, rồi, công thức của mình là như vậy ha. Thì tôi làm tới đâu tôi sẽ nhắc bạn là công thức tới đó nha. Rồi, bắt đầu. Khi tôi click vào màn hình thì hệ thống nó sẽ gọi cái hàm có tên là touch began. Và trong đây là location, là điểm mà mình click và bạn đã bắt được x, y rồi. Bây giờ công việc của mình sẽ là cho hộp mít nó bay tới đây, nó bay tới cái điểm này, bay tới x, y này. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ phải khai báo như sau. Hộp mít physics body velocity. Hộp mít physics body velocity. Đấy, và mình sẽ wrap cho nó một cái vector cz vector make. Cz vector make 0, 0 là điểm gốc. Thì từ điểm gốc nó bay tới điểm nào thì mình sẽ gán tiếp hộp mít physics. Và bạn gán cái hàm là apply impulse. Apply impulse nghĩa là đẩy cái hộp mít theo cái hướng nào đó. Và trong đây bạn truyền vào cái hướng, nghĩa là một cái vector. Thì điểm x và điểm y. Điểm x thì tôi sẽ lấy cái tọa độ mà x của khách hàng ta click vào. Đấy là location.x. Và location.y là điểm y của tọa độ mà khách hàng ta click. Rồi, chỉ vậy thôi. Rồi, tôi chạy. Rồi, bây giờ tôi nhấp thử nha. Click. Đó, click, 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 click. Rồi, xong mất luôn. Thì nhờ cái hàm apply impulse mà bạn có thể áp cho nó một cái vector lực. Nhờ như vậy mà đối tượng trong game có thể di chuyển được. Thì đây là đối tượng vector và đối tượng áp vector lực apply impulse. Cảm ơn bạn đã theo dõi video clip.